xa đời tỳ nị thi hà vơ ưu nơ ma gia hoàng hậu thái tử xanh tình phạn vương vui mừng khôn xiết cá tỳ lá về rồng đắp mộ thiên nữ ngũ công trôi nhạc trời trăm hoa ngàn dài cánh chân người bốn phương ba cõi đón Như Lai Ấn Độ Việt Nam Như Lai hiện Việt Nam Ấn Độ hiền Như Lai hóa thân Bồ Tát hộ minh giám đàn sinh thị hiền bận từ bi hạnh phúc mừng thế tôn trong tay quê hương đón ánh đào nam nữ gắn trai dâng hòa tình già trẻ lớn bé hát mừng vui Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay quả là một phước duyên cho đạo tràng chùa Minh Hiệp của chúng con nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 53, cũng là cái lễ tắm Phật nhân mùa đảng sanh. Chúng con được cung đón Đại Đức về tại Bổn Từ để bố thí pháp loại trong cái buổi chiều hôm nay. Một lần nữa xin giới thiệu với toàn thể đạo tràng, nam nữ Phật tử hiện diện trên pháp tòa là Đại Đức Thích Đức Nguyên, giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương. Xin đạo tràng chào đón Đại Đức giảng sư bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính bạch Đại Đức giảng sư, hôm nay là khóa tu lần thứ 53, toàn thể đạo tràng nam nữ của chúng con là những người học Phật đang khao khát để học hỏi những giáo pháp của từng bậc tôn túc truyền trao. Chúng con xin được kính thỉnh Đại Đức giảng sư bắt đầu thời pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 năm Mậu Tuất Phật lịch 2562. Thì đây là một cái duyên lành, y như thể rằng là được điền vào chỗ trống. Chúng tôi cũng nghe thầy trụ trì có nói rằng là hôm nay là cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Thành chủ giảng trong buổi giảng chiều hôm nay. Nhưng bởi vì Thượng tọa bằng công tác Phật sự cho nên nhiều lúc lớn tuổi quá rồi cũng quên. Cho nên vì vậy mà chiều hôm nay chúng tôi được thay thế bằng sự thành tâm mời của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đi vào buổi thuyết giảng chiều hôm nay, chúng con xin được nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Viện Chủ cũng như Chư Tăng tại Bổn Tự, đặc biệt là thầy trụ trì và nam nữ Phật tử chúng ta luôn luôn có được sự an lạc trong cuộc sống tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là khó tu an lạc của quý vị, nhưng mà cũng là ngày chúng ta tổ chức lễ tắm Phật. Có nghĩa rằng là mùa Phật đản đã và đang về với tất cả chúng ta.
trên khắp năm châu. Đặc biệt là Vesak cũng đã tổ chức thành công. Thì hôm nay tại đạo tràng chùa Minh Hiệp của chúng ta tổ chức khóa tu, chúng tôi được ngồi đây và chia sẻ Phật Pháp. Thì nhân mùa Phật đản đã và đang về chứ người con Phật, thì hôm nay chúng ta nói chuyện Phật đản được không? Hả? Hôm nay mà nói chuyện Phật đản ha. Tại vì đây là mùa Phật đản. Ở trong đại chúng của chúng ta có ai thuộc bài kệ mà khi mà Thái tử giáng trần rồi Ngài đọc không? Trong này có ai thuộc không? Thuộc bài kệ 4 câu. Thường là chúng ta thuộc có 2 câu. Phải không? Nhớ không? Quý vị còn nhớ không? Tám Phật xong gửi lại cho Phật hết rồi hả? Thôi không nhớ thì lát nữa chúng tôi đọc. Chiều hôm nay chúng tôi chia sẻ với lại đạo tràng chúng ta một cái pháp thoại ngắn trong khoảng thời gian 1 tiếng hơn đồng hồ. Được không? À. Thì chiều hôm nay chúng tôi còn về đi dạy nữa, cho nên thời gian nó cũng có hạn. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị với đề tài rất là gần gũi và quen thuộc, nói về ý nghĩa của 7 bước đi. Ý nghĩa 7 bước đi. Thì chắc chắn trong đạo tràng của chúng ta đó, học qua lịch sử của Đức Phật thì ai cũng biết rằng là khi Thái tử Ngài chào đời, Ngài đi bao nhiêu bước? 7 bước. Thì để chia sẻ cái pháp thoại đó, chúng tôi xin được ôn lại một chút lịch sử để những vị đã nghe rồi thì chúng ta tiếp tục nghe, mà những vị nào mà chưa nghe thì hôm nay chúng ta nghe. Chúng ta đã biết Đức Phật chúng ta vốn dĩ trước đây Ngài là Thái tử có tên gì? Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa là gì? Tất Đạt Đa là người hết sức may mắn. Cái dùng cái từ gọi là may mắn, vượt lên. Cái từ Tất Đạt Đa như vậy. Ngài con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ở nước, nước nào? Xứ Ca Tỳ La Vệ. Nước gì? Nước Xá Xá Vệ, cũng là nước Ấn Độ nhưng mà bây giờ gọi là nước Xá Vệ. Thì trong lịch sử có ghi lại như thế này: khi hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn hai người đã lấy nhau trên 40 năm, có nghĩa là tuổi đời đã hơn 40 năm rồi nhưng mà không có con. Thì theo tục lệ của ngày xưa đó, luôn luôn cầu phước, bởi vì cái thời mà thời của Đức Phật Ngài giáng trần đó, trong khoảng thời gian đó trong lịch sử có ghi lại là Đức Phật chưa xuất thế đó, tại nước Ấn Độ có đến 94 tôn giáo. Trong lúc đó thì đa số người ta tin vào thần quyền. Chính vì vậy đó mà khi hoàng hậu Maya không có con á, thì vua Tịnh Phạn phát cái tâm là chẳng bằng. Chẳng bằng là gì? Chẳng là cho, bằng là người nghèo. Chẳng bằng là cho người nghèo. Phát cái tâm cho người nghèo có nghĩa là làm phước để mà cầu con. Thì nhiều lần làm phước như vậy, thì hôm đó sau khi làm phước về đó, hoàng hậu Maya Ngài lúc bây giờ trong cơ thể nó cũng hơi tương đối, nó mỏi mệt, thì bà ta chợp mắt. Khi mà chợp mắt đó thì lúc bây giờ bà ta lại thấy một cái điềm mộng, thấy một con voi trắng thật là to, có 6 cái ngà
từ ở trên trời bước xuống, đi theo, bước đi như thể là bước đi trên trên đất liền như vậy đó. Thì khi mà xuống á, thì sáu cái ngà đó lại đâm thẳng vào nách không phải của hậu ma gia. Nếu mà quý vị thấy như vậy á, thì quý vị sợ hay là không sợ? Sợ không? Nếu như chúng ta mà thấy như vậy, con voi đã sợ rồi, mà con voi nào có sáu ngà mà nó đâm vào trong cơ thể của mình là càng sợ hơn. Nếu chúng ta là người bình thường đó, thì chúng ta giật mình thì sao? Mồ hôi, có lẽ là mồ hôi chảy đúng không? Chúng ta lo sợ. Nhưng đằng này khác với lại cái tư tưởng của người đời. Khi được sáu cái ngà đâm vào nách không phải của Hoàng hậu Ma Gia, thì bà ta đang nhận, hứng chịu một cái sự cảm giác rất là dễ chịu. Cảm giác này bằng cái cảm thọ, mà nói chung là cảm giác này là một cảm giác rất là dễ chịu. Thì xong, sáng ngày mai hoàng hậu lại đem cái điềm mộng đó chia sẻ với lại vua Tịnh Phạn. Thì cái tục người Ấn Độ đó, những người mà quyền cao tước trọng như là vua chúa vân vân, thì có cái điềm gì á thì người ta được đem ra để bàn tán, người ta ra để người ta dùng những cái vị đạo sĩ để xem coi thử vấn đề này nó như thế nào. Thì cái điềm đó cũng được vua Tịnh Phạn mời tất cả những vị đạo sĩ giỏi đến để mà đoán mộng. Khi mà đoán mộng á thì ai cũng bảo rằng là vua Tịnh Phạn sắp có thái tử. Có nghĩa là con voi trắng đâm vào nách không phải của hoàng hậu Ma Gia, có nghĩa là một vị từ trên trời đau xúc thì hiện xuống để mượn cái thân hoàng hậu Ma Gia để mà làm con. Được cái tin mừng như vậy thì vua cho ăn mừng và mọi người đi về, thì cuộc sống trở lại bình thường. Thì đến cái thời điểm gì mà cho em bé ra đời hả? Ở thế gian mình gọi là thời điểm là gọi là sinh nở đúng không? Nhưng mà trong cái thuật ngữ nhà Phật á, dùng cái từ là đến cái thời điểm là khai hoa nở nhụy. Dùng cái cụm từ rất là hay, khai hoa nở nhụy, nghĩa là đến cái thời kỳ sản sinh ra em bé. Thì theo cái tục lệ và mẫu hệ của người Ấn Độ đó, thì người đứa con đầu mà sinh ra thì phải đem về ở xứ sở của mình để sinh. Thì lúc bây giờ hoàng hậu Ma Gia cũng được như vậy, thì vua Tịnh Phạn đã sắp xếp mọi cái phương tiện đi lại để cung nghinh hoàng hậu Ma Gia về tại vua cha của mình. Thì ở nước Xá Vệ và nước của vua Thiện Giác đó là nước Câu Ly, hai nước đối diện nhau, tính cái khoảng đường á, khoảng chừng 13 km. Thì khi mà đưa về bên nước Câu Ly đó, thì vua Thiện Giác mới xây cho một cái vườn rất là rộng, và trong đó rất là nhiều cái cảnh để mà người con gái của mình về đó để mà thưởng ngoạn và chuẩn bị sinh thái tử. Thì lịch sử đã kể lại rằng khi sáng ra ngủ dậy đó, hôm nay lại khác hơn mọi hơn. Hôm nay á thì chim muông ở đâu kéo về, những loại chim quý ở đâu kéo về rất là nhiều. Và bên cạnh đó khí hậu thời tiết rất là đặc biệt, rất là mát mẻ như chiều hôm nay vậy đó. Rất là mát mẻ. Và ở sông ngòi đó thì nước dâng lên và hoa cây cho ra hoa, những loại hoa quý. Thì cảm giác của người phụ nữ mà chuẩn bị sinh đó, thì theo người phụ nữ đó thì chuẩn bị sinh là quý vị sẽ gì? Mệt mỏi đúng không? Mệt mỏi. Nhưng đằng này đó, một buổi sáng rất là tuyệt vời, hoàng hậu Ma Gia cảm thấy trong người của mình rất là khỏe khoắn,
tuy nhiên chuẩn bị sinh em bé. Thì Hoàng hậu Ma Gia thấy cơ thể của mình khỏe khoắn như vậy thì mới gọi những vị tùy tùng đưa ngài đi dạo chơi. Thì dạo ra vườn á, thì đến cái cây vô ưu. Cái cây này đặc biệt là nó nở bông không giống như các loại cây khác. Cây này nó nở bông đặc biệt, nó nở từ ở trong thân. Các cây khác thì nó nở từ đâu quý vị? Nó nở từ đâu? Từ đầu cành đúng không? Đầu chồi đúng không? À, từ chồi nó nở ra. Nhưng mà đặc biệt cái cây vô ưu này nó nở hoa từ trong thân. Chứ quý vị thấy cây vô ưu chưa? Hả? Rồi lát nữa chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy. Thì lúc bây giờ Hoàng hậu Ma Gia đó thấy cái hoa vô ưu rất là đẹp, và cái màu cũng như cái loại hoa nhìn rất là quý tộc. Thì ngài giơ tay lên để mà gì? Thưởng ngoạn, gọi là nhìn xem đó hoa cho nó kỹ. Thì vừa lúc đó thái tử cũng vừa ra đời. Đó, ngài ra đời đây nè. Khi ngài ra đời đó thì lại một điều khác, đó là gì? Người đời chúng ta ra đời á, là chúng ta gì? À, được săn sóc, được bác sĩ để nằm rồi lao dọn chùi để cái nọ vân vân. Nhưng mà đằng này thái tử bước ra thì ngài ra khỏi cơ thể của người mẹ, thì ngài lại chấm chân xuống đất. Mà khi mà chấm chân xuống đất á, thì lại có hoa sen ở dưới nở lên để đón bước chân của ngài. Thì lúc bây giờ ngài đi 7 bước. Trong lịch sử có nói rằng là ngài đi 7 bước. Mỗi bước đi của ngài đều nở ra một đóa hoa sen. Nhưng mà nếu đi 7 bước á, thì sẽ dừng lại ở bước thứ mấy? Thứ mấy? Thứ 8. Nếu đã đi 7 bước á, thì phải dừng ở bước thứ 8. Nhưng mà nếu mà đi 6 bước á, thì sẽ dừng ở bước thứ 7. Đúng không? Thì ngài bước đi 6 bước như vậy, đến cái bước thứ 7 ngài chụm chân lại, thì cái đó hoa sen nở ra. Và hoa sen này nở ra tròn trịa hơn và lớn hơn những cái hoa trước. Khi mà ngài nở, hoa sen nở lên đỡ cái thân của ngài á, thì lúc bây giờ đặc biệt ngài một tay phải chỉ lên trời, một tay trái chỉ ở đâu? Chỉ xuống đất. Ngài nói cái gì? Được có hai câu đúng không? Tất cả chúng ta được có hai câu thôi. Nhưng mà thuộc được hai câu là cũng quý lắm rồi đó. Sẽ không thuộc câu nào. Ngài nói thế này nè: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Đó là theo cái tư tưởng của Nam truyền. Còn bảo rằng tư tưởng Bắc truyền á, thì cũng nói câu đầu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh, sanh lão bệnh tử. Cái câu đó được dịch ra như thế này nè: trên trời, dưới đất, có nghĩa là chỉ ra ở đâu? Trên chư thiên cho xuống là gì? Địa ngục. Đó. Sở dĩ chúng sanh bị sanh tử luân hồi, bị sanh lão bệnh tử là do gì? Là do cái bản ngã, hay là cái ngã thể của mình. Vì cái ngã của ta lớn quá, vì cái tôi của ta lớn quá, cho nên chúng ta còn bị gì? À, đọa đày ở trong tam giới. Tam giới gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài nói xong cái câu đó thì ngài trở lại như một đứa bé bình thường. Ở trong này có ai tin thái tử vừa bước ra khỏi lòng mẹ, thái tử đi 7 bước, có ai tin không? Trong này có ai tin không? Hả? Ở trong này đó, ngày xưa đến giờ đó, đa số những vị dạy học bảo rằng đây là huyền sử. Huyền sử đó, huyền là gì? Là huyền thoại. Mà cái gì thuộc về hàng thoại, huyền thoại, có là không có? Có thật hay là không có thật? Cái gì mà thuộc về huyền thoại á, thì cái đó là gì? Dựng lên, chứ không phải là có thật.
Như vậy bây giờ tôi hỏi lại quý vị một lần nữa, Thái tử khi ra khỏi thân của Hậu Ma Gia, ngài bước đi 7 bước, chư vị tin có thật không? Có thật không? Làm sao em bé mới sinh ra mà đi được? Chư vị có khi nào sinh em bé ra đi không? Hôm rồi đó, tôi coi một cái YouTube ở trên mạng, ở bên chỗ nào mà đá banh giỏi nhất, nước nào mà đá banh giỏi nhất hả? Đúng rồi, Brazil. Ở nước Brazil thì lúc bây giờ đó, ở trong một cái bệnh viện phía bắc của nước Brazil đó, thì có một người sinh ra một người con gái, người mẹ đó sinh ra một người con gái. Khi mà bác đưa ra khỏi cơ thể của người mẹ đó, thì bác sĩ mới lấy khăn, lấy đồ lau, định là để qua bên này, có nghĩa là lau khô đó, để qua này cho em bé chỗ ráo. Nhưng mà có một điều đặc biệt là vừa lau xong một cái á, thì em bé này không chịu nằm mà gì, bật lại ngồi luôn. Chứ vì mở lên mạng coi, bật lại ngồi. Và đồng thời ấy, thì lúc bây giờ á, vị bác sĩ đó đưa để cái tay gì này, để tay gì này, em bé chồm lên cái tay và đứng dậy luôn. Đứng dậy thì bác sĩ đó đưa cái tay chừng nào thì em bé đi, đi theo chừng đó. Không phải đi 7 bước mà đi 10 mấy bước luôn à. Mà đứa em bé gái mới mới lột lòng. Đó, như vậy coi trên YouTube có thật. Thì đó là một em bé gái bình thường, nó có cái sức mạnh phi thường như vậy. Thì đối với một vị Bồ Tát, một vị mà gọi là đi đến đây để mà cứu độ chúng sanh, bởi vì các ngài đi đến đây cứu độ chúng sanh bằng cái gì? Mình sinh ra bằng cái gì? Mình sinh ra là bằng nghiệp lực, còn các ngài đến đây là bằng gì? Nguyện lực. Nghiệp lực là do nghiệp mà đến, còn nguyện á thì do cái tâm lành, cái tâm cứu độ chúng sanh mà đến. Cho nên các ngài đến đây bằng nguyện lực. Thì đã đến đây bằng nguyện lực rồi thì sinh ở đâu cũng được, mà đi bao nhiêu bước cũng được. Chứ vì hiểu được chỗ này không? Cho nên mới gọi là một vị Bồ Tát đến đây. Như vậy thì khi ngài bước đi 7 bước xong, ngài trở lại như một em bé bình thường. Hôm nay chúng tôi giải mã về 7 bước đi mà chúng tôi đã thưa quý vị từ ban đầu. Như chúng tôi đã nói khi nãy, 7 bước đi của Thái tử đi, thì nếu như chúng ta bảo rằng là ngài đi 7 bước thì ngài sẽ dừng bước thứ 8. Nhưng mà nếu như ngài đi 6 bước thì ngài sẽ dừng bước thứ 7. Nhưng mà trong lịch sử có nói là gì? 7 đóa sen hồng năng gốc ngọc, hay là gốc tịnh, đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Có nghĩa là 7 đóa sen để năng 7 bước đi của Đức Phật. Thì xin thưa tất cả quý vị, tại sao ngài không đi 6 bước, ngài không đi 8 bước mà ngài đi lại, trong lịch sử gọi là đi 7 bước? Trong thực tế đó, ngài đi bước qua 6 bước và ngài dẫm chân ở ngay con số gì? Số 7, mình gọi là 7 bước. Thực sự là 7 đóa sen, chứ không có nói là 7 bước đi của Thái tử. Nếu ngài bước 7 bước thì ngài sẽ gì? Sẽ đến một bước khác nữa, đúng không? Nhưng mà ngài đi 6 bước thôi, ngài dừng ở lại bước thứ 7. Tại sao ngài đi 6 bước, ngài dừng ở bước thứ 7? Thì xin thưa quý vị, trong tam giới, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy tam giới như hỏa trạch. Tam giới là gì? Gồm có gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong tam giới này thì có 6 con đường gọi là gì? Lục đạo. 6 con đường đó gọi là lục đạo. Con đường thứ nhất mà chúng sanh đi đó là con đường nào? Atula. Đường địa ngục. Con đường gì? Ngạ quỷ. Con đường gì? Súc sanh. Con đường gì? Của người. Con đường của Atula và con đường của
của trời. Như vậy thì trong cõi Ta Bà chúng ta đang ở, cộng cả chư thiên, có 6 con đường mà chúng sanh đang đi lặn hợp trong biển sanh tử luân hồi. Như vậy thì Ngài là một vị Bồ Tát. Bồ Tát xuống đây là Ngài không bị nhiễm ở cái cõi trần này. Từ Ngài không bị nhiễm đó đó, cho nên khi Ngài dẫm chân xuống thì có cái gì? Có cái gì? À, có cái hoa sen nâng chân Ngài. Hoa sen mọc từ đâu? Thường là hoa sen mọc từ đâu? À, hoa sen là mọc từ bùn, bùn nhơ. Nhưng mà phải là bùn nước động à. Còn bùn á, mà nước trôi, nước trôi á, thì hoa sen không có mọc. Nhưng mà bùn phải bùn nước, nước động, có là nước cho nó phải im thì hoa sen nó mới nổi lên được. Cũng như mình tu tập cũng vậy. Tâm chúng ta đầy dẫy tham sân si được gọi như là gì? Bùn. Đúng không? Muốn nở lên được cái hoa Phật tánh hay là nở lên được hoa sen thì mình làm gì? Phải lắng động cái bùn nhơ đó xuống, phải lắng động cái tâm tham, lắng động cái tâm sân, lắng động cái tâm si xuống. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm thiện nó gì? Nó mới trỗi lên. Còn mà tâm sân, tâm tham, tâm si chúng ta luôn luôn nó bị dao động như vậy thì làm gì có cái tâm thiện nó nổi lên được. Cho nên á, cái việc ác nó lắng xuống á thì việc thiện nó mới nổi lên. Cho mình tu tập cũng vậy. Khi nào quý vị niệm Phật thì lúc đó là tâm chứ quý vị là tâm gì? Tâm gì? Tâm Phật. Khi cũng ngồi như thế này. Hôm qua mày có đi đâu không vậy? Hôm qua bà kia bà có đứa con mới sinh ra kháo khỉnh lắm. Thì lúc đó tâm chúng ta là tâm gì? Tâm gì? Cũng ngồi trong đạo tràng này. Nếu chúng ta qua đây chúng ta hỏi chuyện phù phiếm, mà chúng ta ngược qua đây chúng ta hỏi chuyện phù phiếm, thì chúng ta đang sống ở tâm gì? Tâm chúng, chúng sanh. Đúng không? Là tâm, tâm ma. Như một Phật tử của nó là tâm ma. Nhưng cũng ngồi ngay đây mà chúng ta lắng động những cái tâm lăng xăng ra xuống thì chúng ta đang sống với tâm gì? Tâm gì? Tâm Phật. Đó là hoa, hoa sen. Hoa sen nở lên. Vì vậy đó, trong tam giới lục đạo, sở dĩ chúng sanh bị sanh lão bệnh tử là bởi vì chúng sanh luôn luôn còn mê chấp, còn vô minh, còn vọng động, còn hơn thua, còn chấp trước. Chính cái chỗ chấp trước đó chúng ta không có xả được. Mà người mà không xả được thì người đó luôn luôn sống với lại những cái huyễn thì không bao giờ có Phật. Vì vậy Đức Phật Ngài ra đời, Ngài thị hiện, Ngài đi 6 bước như vậy. Bước thứ nhất, Ngài vượt qua gì? Ngài vượt qua gì? Địa ngục. Khi quý vị mà có tâm Phật rồi thì nơi địa ngục sẽ trỗi lên gì? Một đóa hoa, hoa sen. Mà địa ngục là gì? Địa ngục là gì? Địa ngục là lòng sân hận. Ai mà sân hận nhiều thì cái tâm đó là tâm gì? Địa ngục. Ai mà còn tham thì người đó còn cái tâm gì? Còn cái tâm gì? Tâm của ngã, ngã quỷ. Như bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề vì tham cho nên đọa làm gì? Ngạ quỷ đói. Mà loại đã là ngạ quỷ đói rồi mà còn phải ngồi trong địa ngục, đầu phải gì? Đội chảo lửa. Dưới, ở dưới cơ thể dưới thì phải gì? Ngồi trên gì? À, trên trong sắt mà lúc nào cũng đỏ. Cho ý nói rằng tâm chúng ta mà luôn luôn còn tham á thì chúng ta luôn luôn ở trên, thì chúng ta tham không bao giờ đủ, mà dưới chúng ta vơ vét cũng không bao giờ đầy. Cho nên á, Đức Phật Ngài ra đời, thứ nhất Ngài là người đã diệt được cái tâm gì? Cái tâm sân và cái tâm tham. Đoạ bước đi thứ hai Ngài bước, đó là gì? Ngài vượt qua một bước đi nữa.
Mà khi mà Ngài bước vượt qua bước đi thứ hai thì Ngài dẫm chân ở trên bước thứ ba thì hoa sen lại nở. Như vậy bước thứ ba của Ngài dẫm chân lên đó là Ngài đã bước lên được cái gì? Bước ra khỏi cái tâm si mê. Ngài không còn si mê như chúng ta, mà Ngài luôn luôn đầy đủ trí tuệ và con người luôn luôn khỏe mạnh. Đó, cho nên bước thứ ba Ngài đã vượt qua rồi thì Ngài lại bước thứ mấy? Thứ tư. Bước thứ tư Ngài bước qua cái cõi gì? Cái cõi gì? À, cái cõi ta đang ở này, cái cõi người. Ngài cũng một con người sinh ra như tất cả chúng ta. Ngài cũng có vợ, Ngài cũng có con, Ngài cũng có cung vàng địa ngọc. Nhưng mà Ngài thì có cung vàng địa ngọc, mình có không? Có không? Mình thì không có. Ngài có giang sơn xã tắc, mình có không? Không có. Ngài có ngai vàng, mình có không? Không có. Như vậy mà Ngài đã đầy đủ tất cả, nhưng mà Ngài gì? À, Ngài bỏ tất cả. Còn chúng ta không có gì cả, mà chúng ta là gì? Lại muốn tôm góp tất cả. Cho nên Ngài bỏ tất cả mà được tất cả. Còn ta đó ôm vô tất cả nhưng mà gì? Mất tất cả. Để chúng tôi giải bài cho quý vị đấy. Ngài bỏ một cung vàng địa ngọc ở xứ Ấn Độ. Ngài chỉ có bỏ một cung vàng địa ngọc thôi, nhưng mà đến bây giờ Ngài đã có bao nhiêu? Hàng triệu cung vàng. Ngay cái chỗ này là cũng một gì? Một cung vàng này. Vậy cung vàng này để thờ ai? Thờ Đức Bổn Sư. Việt Nam của chúng ta có trên 2.000 cái ngôi chùa. Trên 2.000 ngôi chùa có nghĩa là gì? Trên 2.000 gì? Cung vàng. Phải không? Còn mình ôm tất cả vô thì chẳng qua mình chỉ là gì? Một cái nấm mộ làm khoảng chừng dài 300 triệu. Hoặc giả có hơn nữa thì là gì? À, một chừng ấy đó thôi. Rồi chúng ta luôn luôn bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Cho nên á, ở trong kiếp người này, sở dĩ chúng ta làm người bởi vì chúng ta còn vô minh, chúng ta còn gì? Ái. Người có được ngôi nhà lầu khoảng chừng dài 3 tầng, một chiếc xe Camry, một người vợ xinh xinh, vài đứa con dễ thương, chư vị bỏ đi tu nổi không? Bỏ tu nổi không? Không nổi. Thì ngược lại cũng vậy, những người phụ nữ có được cái ngôi nhà đẹp thiệt đẹp, có ông chồng giỏi giang, có những đứa con kháo khỉnh, chư vị bỏ đi tu được không? Đừng nói là quý vị bỏ đi tu, con xin đi tu chắc gì quý vị cho đi, đúng không? Bởi vì nhà mình đang sướng, nhà mình đang giàu có, mình đang hưởng thụ. Có nghĩa là gì? Sở dĩ chúng ta còn ở lại thế gian này bởi vì chúng ta còn tôm góp về những cái phước báo hữu lậu. Cho nên á, đã là chúng sanh á, thì chúng ta, cái tâm chúng ta, cái gì chúng ta cũng tham. Cho nên luôn 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 chúng ta bước trên cái gì? Mình sinh ra mình bước trên cái gì? Mình sinh ra mình nằm ở trên cái tứ đại đất nước gió và lửa, hay là mình sinh ra mình nằm ở trên cái thân của ngũ uẩn. Còn Ngài sinh ra thì Ngài gì? Ngài bước trên đó hoa sen. Ý nói rằng Ngài không còn nhiễm ở cõi trần này. Cho nên chư vị thấy trong lịch sử của Đức Phật của chúng ta đó, khi mà lớn lên đó, lúc bây giờ mới có 7 tuổi thôi, được vua cha mà cho đi thăm cái lễ hạ điền, đi ra để mà thăm coi cho biết. Nhưng mà lúc bây giờ Ngài đã ý thức được là gì? Ở dưới ruộng, con trâu đi trước, cái cày đi sau. Khi mà những lát đất lật lên thì những côn trùng ở dưới gì? Trồi đậu dậy. Đàng xa những con cò bay lượn qua lượn lại để đớp những con mồi. Bên cạnh đó, những con chồn nó nằm ở trong bụi, nó rình rập, nó chờ những cái con cò mà thiếu đi cái sự cảnh giác, nó sẽ gì? Nó vồ, nó chụp lấy, nó ăn. Và bên cạnh đó có những con báo
những con cọp ở thật là xa, nhìn thấy những cái con tròn đang say mê với miếng mồi của mình thì nó cũng đi rình rập để tìm cách để chụp con tròn. Và bên cạnh đó có những con người luôn luôn chờ đợi cái sự thiếu cảnh giác của con cọp, con beo. Người ta sẽ dùng cái gì? Cái nỏ, cái súng, người ta bắn chết để người ta làm thu về nguồn lợi của họ. Như vậy thì chư vị thấy một loạt sanh tử khổ đau được mạnh hay yếu yếu được diễn ra như vậy, thì lúc bây giờ Ngài đã suy nghĩ rằng là gì? Trên cuộc đời này luôn luôn là được mất hơn thua. Mạnh thì hiếp yếu, yếu thì lúc nào cũng vì thua thiệt cả. Cho nên Ngài thấy cuộc đời này chẳng có gì bền chắc. Cuộc đời này chỉ qua là một trường tranh đấu. Chính vì vậy mà ngay lúc mà 7 tuổi là Ngài đã ý thức, Ngài đã nhập định. Ngài đem cái lòng từ bi, Ngài đã nhập định rồi. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Chúng ta thấy cũng nhiều, ra chợ chúng ta thấy cá cá nào ngon chúng ta mới mua, đúng không? Ra thấy thịt, thịt nào ngon chúng ta mua, còn thịt nào không ngon thì chúng ta không mua. Đồ nào bổ chúng ta ăn, đồ nào không bổ đó. Có nghĩa là gì? Bởi vì tâm chúng ta là tâm gì? Tâm phàm phu. Mà tâm phàm phu á thì lúc nào cũng muốn ăn cho ngon, ngủ cho nhiều, muốn tôm góp cho nhiều. Tâm chúng ta luôn luôn nó như vậy. Cho nên á, tâm chúng sanh là còn tham lam, mà còn tham lam thì còn gì? Sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta bước đi trên cái đất, trên cái bùn lầy của cuộc đời, còn Ngài bước đi trên gì? Trên có hoa sen đã nở để đón chào, để nâng gốc chân của Ngài. Và bước đi thứ năm đó là gì? Ngài bước qua gì? Ngài bước qua cái cõi của chư thiên. Và cõi này thấp hơn cõi chư thiên, đó là cõi của A-tu-la. Cõi A-tu-la, cái cõi đó đó, con người ta ở cõi trần gian này này đầy đủ phước báo, xong được sanh lên trời. Nhưng cái người ở cõi A-tu-la đó, người ta xấu, phước báo thì đủ, nhưng mà cái cơ thể của người nó không có đẹp, nó xấu. Cho nên cái cõi A-tu-la đó, cái cõi đó của người ta nó dữ lắm. Cái chư thiên ở cõi đó rất là dữ, mà luôn luôn á là lòng sân hận. Nhưng mà chư vị đã thấy ở cõi thế gian này cũng vậy, cái người mà giàu có mà cái tâm còn sân hận thì người đó có đẹp không? Không đẹp. Dù có giàu cỡ nào nhưng mà cái tâm sân hận thì luôn luôn con mắt của họ cũng đỏ, tướng đi của họ lúc nào cũng gì cũng khó chịu. Cho nên á, cái tướng nó sẽ hiện ra cái tánh, mà cái tánh nó sẽ gì hiện ra cái tướng. Tướng và tánh luôn luôn nó có với nhau. Cho nên chư vị thấy khi Ngài sinh ra đó, Ngài có bao nhiêu tướng tốt? Hả? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chư vị biết tướng tốt của Đức Phật là tướng nào không? Hả? Tướng tốt của Đức Phật, ai đọc nghe tướng tốt Đức Phật coi, biết 32 tướng tốt. Đức Phật thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn mình thì có cái gì? Mình thì có 32 tướng xấu, 80 vẻ tệ. Nhìn đến đâu cũng xấu, nhìn đến đâu cũng tệ. Cho nên mình mới làm gì? Chúng sanh. Chúng ta mới làm chúng sanh. Còn Đức Phật, Ngài đẹp từ cái lòng bàn chân cho đến gì? Cho đến đỉnh đầu. Tôi đọc cho quý vị vài tướng Đức Phật cho quý vị nghe này. Đẹp từ lòng bàn chân nha. Tôi đọc nè. Có ai mà qua Ấn Độ đó, lên trên núi Kê Túc đó, vẫn còn hai cái dấu chân của Đức Phật. Ở trong hai dấu chân của Đức Phật á, thì ở giữa lòng bàn chân có rất nhiều cái luân xa. Cái luân xa là gì? Chúng ta ở trên nóc chùa đó có cái bánh xe đó, bánh xe đó gọi là luân xa đó. Cái chân của Ngài có những cái luân xa đó. Cho nên Phật giáo chúng ta lấy cái luân xa từ cái lòng bàn chân của Đức Phật để trên cái biểu tượng ở trên nóc chùa để nói là gì? 12 nhân duyên hay là gì? Bát chánh đạo, vân vân, tùy. Thì từ dưới bàn chân của Ngài đã có phước, và phước của Ngài lên tới gì? Trên đỉnh đầu Ngài có nhục kế. Tôi đọc một vài tướng của Đức Phật cho quý vị nghe thôi. Tướng của Đức Phật này,
Mình coi nghe tướng Phật rồi mình coi cái tướng của mình có được cái tướng nào nghe. Bàn chân bằng phẳng. Chân của mình bằng phẳng không? Hả? Chân của mình thì vậy, nó hởm lên. Tại sao nó hởm lên? Cái tội đi vô chánh điện mà không rửa chân. Vô tới điện của Phật mà không chịu rửa chân. Vô tới thánh địa của Đức Phật còn mang giày mang dép. Cho nên chân nó luôn chỗ này, nó hởm lên. Sấy ốc 1000. Cái sấy á, cái sấy ở dưới bàn chân á, nó nhiều lắm. Cho nên dùng cái từ là bàn chân bằng phẳng. Sấy ốc 1000. Ngón tay dài nhỏ xinh xinh. Ngón tay của mình thì sao quý vị? Có dài nhỏ xinh xinh không? Cứ dùi đục nó sao thì ngón tay chúng ta như vậy. Chúng ta đẹp như cái dùi đục. Mình tròn đầy đặn như cây ni câu đà. Ở bên Ấn Độ nó có loại cây ni câu đà, nó tròn đẹp lắm. Bây giờ diễn tả về cái lông trong người của Đức Phật này. Lông mình nghiêng lên ga, đều xoáy theo hướng phải. Lông trong cơ thể Đức Phật đó đều nghiêng lên và nó xoáy theo gì? Hướng phải. Bởi vì Ngài đã tu tập tròn đầy công đức. Còn của mình thì nó ưng mọc đầu mọc. Nó xoáy theo hướng nào xoáy. Bởi vì cái tâm của mình sao thì nó xoáy theo vậy. Còn cái tâm Đức Phật tâm ngay thẳng thì nó gì? Nó xoáy ngay thẳng. Còn tâm của mình nghĩ bậy nghĩ bạ cho nó gì? Nó xoáy tùm lum tà la. Thân sắc vàng tươi mãi, tám sải chiếu ánh quang, không bụi da mịn màng. Đó, thân sắc vàng tươi mãi. Thân của Đức Phật ấy, đẹp lắm. Lúc nào y như cái, nó có cái sự vàng óng lên vậy. Tám sải chiếu ánh quang có nghĩa là nhìn vô Đức Phật ấy, cái ánh sáng của Ngài nó ra gì? Tám sải có nghĩa là gì? Hào quang. Không bụi da mịn màng. Thân của Đức Phật là không bị dính bụi. Còn thân của mình mà chiều này đi ăn đám cưới, mà bây giờ đi tu mà chiều mà về mà không tắm là coi như là đi ăn đám cưới không ai ngồi gần mình, đúng không? Đó, một số tướng như vậy để quý vị thấy rằng là Đức Phật Ngài từ ở dưới chân ấy, cho đến lên đỉnh đầu. Cái tướng cuối cùng của Đức Phật đó là gì? Đỉnh đầu của Ngài có một cái nhục, nhục kế. Đó. Thì xin thưa quý vị, vì tâm của chúng sanh là tâm lăng xăng, vì tâm của các loại chư thiên mà của ở cõi Atula đó, cái tâm nó sân hận, cho nên hiện ra cái tướng khó coi, cái tướng sân hận. Cho nên người ta mới nói là gì? Nhìn tâm á, thì sẽ biết gì? Biết tướng. Và nhìn tướng sẽ biết gì? Biết tâm. Ý như người Bắc người ta có câu vậy nè: trong mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì bộ lòng mới ngon. Nhìn ở bên ngoài sẽ đoán được phía bên bên trong. Ý người ta nói là đi mua con lợn đó, nhìn con lợn mà nếu nó núc nà núc nít á thì gì? Thịt nó sẽ chắc, thịt nó sẽ ngọt, sẽ béo. Bộ lòng nó sẽ gì? Sẽ ngon. Cho nên con người của mình cũng vậy thôi. Cái người mà ngồi tái tái da là sẽ biết bên trong là bệnh nhiều trong đó đó. Thì xin thưa quý vị, nói một vài vấn đề hài hước để quý vị trở lại cái vấn đề tiếp theo của chúng tôi. Bước đi thứ sáu của Đức Phật là Ngài cũng nở ra một đóa hoa, hoa sen. Thì bước đi cái đó là vượt qua cái gì? Dẫm trên gì? Dẫm trên cõi chư thiên. Cho nên trong cái lịch sử có nói thế này nè: khi Ngài xuất gia tìm đạo đó là 5 năm khổ, 5 năm, 6 năm đi, 5 năm tầm đạo và 6 năm tu khổ, khổ hạnh. Trong 5 năm tầm đạo đó, Ngài học không biết bao nhiêu những vị thầy giỏi, nhưng tự trung có hai vị thầy giỏi, đó là A-la-lam và Út Đầu Lam Phất. Hai vị thầy này có 8 cái phương pháp thiền. Vị A-la-lam á thì có 4 cái phương pháp thiền của hữu sắc, và vị Út Đầu Lam Phất á là có 8 cái loại thiền của vô sắc.
Nếu ai đạt được 8 cái loại thiền đó thì người đó đi đứng tự tại. Nhưng mà có điều là chỉ gì? Chỉ được cho mình thôi, chứ còn cứu độ chúng sanh không được. Chính vì vậy đó mà Đức Phật khi là Ngài là một vị đạo sĩ, Ngài đã học những cái pháp đó hết. Nhưng cuối cùng là gì? Vì thầy A-la-lam bảo, Úc Đà Lâm Phát bảo rằng là ở lại để Ngài truyền lại cái chủ đó cho Ngài, để Ngài làm giáo chủ, để Ngài làm thầy lại tất cả. Nhưng cuối cùng Ngài nói rằng cái pháp này chưa đáp ứng được cái nguyện vọng, hay là chưa đáp ứng được cái tiêu chí ban đầu Ngài phát tâm. Tiêu chí ban đầu đó là gì? Khi Ngài đi xuất gia đó, Ngài cảm nhận cuộc đời là khổ đó, Ngài xin đi xuất gia, vua Tịnh Phạn không cho. Thì lúc bây giờ 5 lần 7 lượt như vậy, cuối cùng Thái tử đưa ra 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, 4 điều kiện này là nếu vua cha mà làm được, chấp nhận được, mà làm giùm cho Ngài được, thì từ đây trở đi Ngài không bao giờ nói chuyện đi xuất gia nữa. Điều kiện thứ nhất đó là gì? Thưa vua cha, làm sao cho con trẻ mãi không già. Trong này có ai trẻ mãi không già không? Không ai trẻ mãi không già. Bởi vì con người ta có gì? Có sanh, có lão, có bệnh thì phải gì? Có tử. Làm sao mà sống hoài mà sống trẻ hoài được? Câu hỏi đó vua Tịnh Phạn không đáp ứng được. Câu hỏi thứ hai, làm sao cho con mạnh mãi không đau? Trong cuộc đời này có ai không bệnh không đau không? Không có ai mà không bệnh không đau cả. Ai cũng phải bệnh phải đau. Cho nên vua Tịnh Phạn cũng ở trong cái nạn đó, cho nên vua Tịnh Phạn không trả lời được. Cái câu hỏi thứ ba, làm sao cho con sống hoài không chết? Cái câu này hơi khổ hơn này. Con người sinh phải có gì? Có tử. Không ai mà không bước qua cầu sanh tử. Rồi tất cả chúng ta cũng phải gì? Bước qua cầu sanh tử. Từng lớp người đi qua, để cho từng lớp người khác đến. Chứ đừng bao giờ mình thấy mình đẹp hoài. Có nhiều người thấy mình sao mình đẹp hoài không biết. Nhưng mà cái đẹp hoài của mình cũng trong một thời gian nào thôi. Trước đời của chúng ta biết bao nhiêu là hoa hậu, biết bao nhiêu là á hậu. Rồi ngay chỗ chúng ta cũng biết bao nhiêu hoa hậu. Rồi tương lai đây sẽ biết bao nhiêu là hoa hậu. Như vậy thì không có ai đẹp hoài. Nhưng mà cơ thể ai thì cũng phải gì? Già, cũng phải gì? Phải chết đi. Ý thức được điều này thì chúng ta dễ dàng tu tập. Câu hỏi thứ tư, câu hỏi này quan trọng này. Hỏi thứ tư đó, làm sao cho nhân loại không còn khổ đau? Câu hỏi này vua cha không thể nào trả lời được. Bởi vì nhân loại thì biết bao nhiêu. Hay nói cách khác là làm sao cho chúng sanh không còn khổ đau. Chúng sanh mỗi người mỗi nghiệp, mỗi cái thân là mỗi nghiệp lực. Bây giờ làm sao nó hết khổ đau được? Con đi đánh bài, hút chích, rồi đi cờ bạc đủ thứ. Mẹ đi cầu nguyện cho nó đừng bị cái tật đó, cầu nguyện hết không? Hết không? Sao hết được? Nó đi đánh bài mình đi cầu nguyện, biết bây giờ cầu nguyện chứ hết được. Cho nên á, chúng sanh luôn luôn gây đau khổ thì vua Tịnh Phạn không thể nào một mình Ngài mà làm được cái điều đó. Cho nên 4 câu hỏi đưa đặt ra vua Tịnh Phạn không trả lời được. Và cuối cùng gì? Phải để cho Thái tử đi xuất gia. Cho nên á, quý vị biết rằng là lý ra nếu như tất cả chúng ta là cái người mà gọi là tham ở nơi cái cảnh an nhàn, thì khi mà chúng ta đạt được kết quả gì đó thì chúng ta ở lại đó, chúng ta không bao giờ tiến đến nữa. Như Kinh Pháp Hoa có diễn tả là gì? Cái phẩm quá thành dụ đó, đi đến cái chỗ thành đó rồi, đã vui rồi, an lạc rồi, nhưng mà còn cái thành khác, nếu mà đi tiếp sẽ còn gì? An lạc hơn nữa. Thì cái tâm của chúng sanh đó, được rồi, khi mà được á thì nó không chịu tu tập nữa. Cho nên á, vua Tịnh Phạn không thể nào đáp ứng được. Rồi cuối cùng đó, Ngài mới đi xuất gia. Mà mục đích Ngài đi xuất gia không
không phải là làm sao cho cơ thể này không già, không bệnh, không chết, không phải như vậy. Nhưng cái tiêu chí Ngài đặt ra đó là gì? Làm sao cho nhân loại hết khổ, khổ đau. Mà muốn nhân loại hết khổ đau thì phải dựa trên một nền tảng giáo lý, dựa trên vấn đề tu tập để chúng ta vượt thoát khổ đau đó. Cho nên Đức Phật Ngài, Thái tử của Ngài đó, Ngài vượt qua gì? 6 cái bước đó. Và Ngài dẫm chân bước thứ 7 mà Ngài đang đứng đó. Bước thứ 7 của Ngài dẫm chân đến là bước gì? Của bậc gì? Bậc Thánh. Ngài đứng trên cái chỗ bậc Thánh bởi vì Ngài bước qua gì? Lục phàm. Bước qua 6 cái con đường của chúng sanh đi. Mà 6 con đường đó thì con đường của gì? Sanh tử luân hồi khổ đau. Cho nên Ngài dẫm chân nơi cái chỗ gì? À, cái hoa sen cuối cùng của Ngài đứng. Đó là cái bước mà gọi là bước thứ 7 mà Ngài dẫm chân. Thì cái bước đó Ngài mới nói lên cái câu là gì? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới đất sở dĩ chúng sanh bị sanh tử luân hồi bởi vì cái tôi. Ngã là gì? Ngã là cái tôi. À, tôi là ông nội, tôi là thầy giáo, tôi là thế này, tôi là thế nọ. À, mọi người phải làm theo tôi. Ví dụ vô chùa cũng vậy. Mới vô chùa thấy dễ thương lắm, nhưng mà bầu được cái chức gì đó, thư ký ở trong chùa rồi thì sao quý vị? À, muốn gặp trụ trì phải gặp qua tôi nè. À, xuống bếp muốn ăn á phải gặp qua tôi nè. Cái gì cũng vậy, cái tôi. Khi chúng ta được một chút việc gì đó, được một chút công danh quyền lợi thì chúng ta bị sống với gì? Cái bản ngã của mình. Người có tài sản thì tài sản của tôi, người có vợ có chồng thì vợ chồng của tôi, thì cái gì cũng của tôi. Mà cái gì cũng của tôi thì tôi luôn luôn đi trong sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài vượt qua cái tôi đó. Ngài chỉ cho chúng sanh, sở dĩ chúng sanh bị sanh tử luân hồi cũng do cái tôi đó. Cho nên chư vị biết, khi mà Ngài thuyết pháp ở nhân gian xong, độ cho vua cha xong rồi, thì Ngài phải làm gì? Lên tới cung trời Đau Lợi để thuyết kinh Địa Tạng cho Thánh Mẫu Ma Gia nghe. Bởi vì khi mà Thánh Mẫu Ma Gia sinh Thái Tử được 7 ngày thì Thánh Mẫu Ma Gia băng hà. Và cái phước sinh được một vị Bồ Tát, cho nên Thánh Mẫu Ma Gia được sanh lên cõi, cõi trời. Mà lên cõi trời Đau Lợi đó, cái chỗ rất là sung sướng. Mà sung sướng quá thì con người ta không có tu tập được. Người mà sung sướng không bao giờ tu tập được, thoải mái quá cũng không tu tập được. Chính cái chỗ mà hước phưởng hết phước báo đó sẽ đọa. Vì vậy mà Ngài sợ thân mẫu của mình sau khi hưởng hết cái phước sẽ đọa xuống ở cõi Ta Bà, hay là khổ đau hơn là cõi địa ngục Ngài Quý Sơn. Cho nên Ngài phải vận thần thông lên trên trời Đau Lợi để Ngài thuyết kinh Địa Tạng. Bởi vì trên đó súng sung sướng quá, cho nên chỉ ở dưới trần gian đã có những cái chỗ như là địa ngục này, địa ngục ẩm, nói chung là nhiều cái loại địa ngục ghê gớm. Để chỉ cho những cái địa ngục đó là chỉ cho những người ở trên trời, nếu hưởng hết cái phước mà không chịu tu tập thì sẽ gì? Sẽ rơi vào những cảnh địa ngục khổ đau. Mà một khi đã rơi vào địa ngục khổ đau rồi thì luôn luôn bị sanh tử luân hồi, không có ngày mà thoát ra được. Chính vì vậy đó mà cái cảnh dù chúng ta bước lên cảnh giới trời mà chúng ta không tu tập thì chúng ta vẫn gì? À, bị sanh tử khổ đau. Cho nên Ngài vượt qua cái sanh tử khổ đau đó, Ngài vượt qua cảnh trời và Ngài đứng ở cái tòa sen thứ 7, là tòa sen của một vị Bồ Tát sinh ra cõi đời này, thân là phàm phu nhưng mà tâm không nhiễm gì? Không nhiễm bụi trần. Cho nên Ngài cũng làm những cái việc như con người làm. Vua cha muốn Ngài có vợ thì Ngài sẽ thị hiện có vợ. Muốn có con thì Ngài phải thị hiện có con để cho đáp ứng nhu cầu của vua cha. Cho nên á, cái việc làm của Ngài đi đến đâu và dù ở đâu, Ngài không thấy lấy đó làm sự an vui, mà Ngài luôn luôn thấy đó là những cảnh giới khổ đau. Cái việc của Ngài làm đó là làm sao để vượt ra khỏi cái hệ lụy, vượt ra khỏi cái sanh lão bệnh tử để đạt đến cái quả vị an vui. Thì tất cả Phật tử của chúng ta cũng vậy. Sở dĩ chúng ta còn sanh tử khổ đau,
chúng ta còn những cái hệ lụy trong cuộc đời này, bởi vì chúng ta còn gì? Vô minh, và còn gì? Ái dục, ái nhiễm. Cho nên trong kinh, trong cái tư tưởng về Tây Phương Cực Lạc có nói gì? Ái bất nhiễm, bất sanh ta bà. Niệm bất nhất thì bất sanh tịnh độ. Người không có ái nhiễm thì dứt khoát không bao giờ sinh ở cõi ta bà. Sở dĩ chúng sanh ở cõi ta bà hiện diện là bởi vì chúng sanh còn ái. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Niệm mà không được nhất niệm thì chúng ta sẽ ở cảnh khổ đau. Mà niệm mà trong cái vô niệm đạt đến cái niệm, đó là chỉ có niệm thiện, là chúng ta sẽ hướng đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong kinh Di Đà Đức Phật cũng có nói rồi, niệm Phật đến khi nào gì? Nhất tâm bất loạn. Mà khi chúng ta nhất tâm bất loạn thì hoa sen gì? Sẽ nở ra. Cho nên Đức Phật A Di Đà một tay Ngài cầm cái gì? Tay cầm cái gì? Tay cầm một biểu tượng của hoa, hoa sen. Một tay Ngài duỗi xuống để độ tất cả chúng sanh. Thì giữa vấn đề sanh tử luân hồi khổ đau và niết bàn giải thoát, sở dĩ chúng sanh còn bị tham ái vô minh, cho nên chúng sanh còn sanh tử khổ đau. Còn chư Phật, chư Thánh Hiền, các Ngài không còn vô minh và ái nhiễm nữa. Cho nên các Ngài đến đây bằng cái nguyện lực, mà nguyện lực đó phải đứng xứng đáng, là phải đứng trên cái đóa hoa, hoa sen. Đó cũng chính là cái bài giảng mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với toàn thể quý vị. Mong rằng bài giảng này sẽ góp thêm cho quý vị, đó là cái kiến thức, để chúng ta dùng kiến thức này để thấu triệt được tại sao chúng ta còn sanh tử luân hồi. Bởi vì do cái bản ngã của mình còn. Mà khi chúng ta dẹp đi cái bản ngã hệ lụy này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thông dong tự tại. Cuối cùng tôi xin đọc tặng cho quý vị một bài thơ. Tu một thuở, cứu thân vĩnh kiếp, độ mình còn, cứu vớt mẹ cha. Thiền từ một chiếc sắm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Cũng như thái tử của chúng ta cũng vậy. Khi Ngài tu ngộ đạo, thành đạo và Ngài hóa đạo. Khi Ngài hóa đạo thì vua cha, rồi thân mẫu cho đến dòng tộc cũng được gì? Thoát cả khỏi cảnh khổ lụy. Thì chúng ta là những người con Phật, chúng ta mong muốn rằng chúng ta cũng làm y như lời Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa hôm nay có một cái duyên lành thù thắng, chúng tôi được sự hoan nghỷ của Đại Đức Trụ Trì cho phép chúng tôi đến đây để mà chia sẻ một thời pháp thoại ngắn trong ngày mùa Phật Đản, cũng là ngày khóa tu quý vị. Một lần nữa nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho chư Tăng cũng như toàn thể Phật tử chúng ta luôn luôn sống an lành, nhất là chúng ta đón mùa Phật Đản thật là ý nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, đã hơn một tiếng đồng hồ, toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của bảy bước đi của Đức Thế Tôn lúc mới đản sanh. Chúng con thay mặt toàn thể đạo tràng xin được thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư. Phật sự rất là đa đoan, công việc giảng dạy rất là nhiều, nhưng mà vẫn dành thời gian đến đây để chia sẻ pháp thoại trong khóa tu ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức Giảng Sư thật nhiều sức khỏe, vãi vững bước trên con đường hoằng pháp lời sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lưng này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thánh Phật đạo.
đời. Tỳ ni thi hà vơ ưu nơ, Ma gia hoàng hậu thái tử xanh, Tịnh phạn vương vui mừng khôn xiết. Ca tỳ la vê dòng đáp mộ, thiên nữ ngũ công trôi nhạc trời, trăm hoa ngàn dài cánh chân người, bốn phương ba cõi đón Như Lai. Ấn Độ Việt Nam Như Lai hiện, Việt Nam Ấn Độ hiền Như Lai, hóa thân Bồ Tát hộ minh giám, đản sinh thị hiền bận từ bi. Hạnh phúc hạnh phúc mừng thế tôn, trong tay quê hương đón ánh đào, nam nữ gắn trai dân hòa tình, già trẻ lớn bé hát mừng vui. Phật ra đời.